Rồi ai ăn gì lấy ăn nha. Kêu hết lên giùm đi. Ai ăn gì lấy. Được chưa? Đó. Được chưa để em lấy mà ăn. Rồi. Đâu giờ không hả? Ai ăn gì lấy đi, lấy đi. Nè, tháo ra giùm, tháo giùm chắc lên đó, kêu tụi lên lấy giùm cái, kêu phòng số 5 nữa, ưu dền với lại mùng tư hả, mùng tư thôi lấy ưu dền muốn ăn gì ai lấy, ai thích ăn gì lấy. Ờ bỏ cái này lạnh cái gì đâu. Nó lạnh quá. Bỏ tủ lạnh đi nhi. Trái gì quên, trái dục vô thùng đi. Lạnh quá. Đây nè, thùng đây nè. Hello, chủ trọ chào con. Hello. Chủ nhi ơi. Đẹp gái vậy. Mẹ ơi, xin hai trái này đi. Đó, ai ăn gì lấy. Chủ trọ đó, chủ trọ ghê chưa? Ghê con. Ghê con. Đi, dẫn đi luôn hả? Đi. Nè, đi. Ủa, sao không ú cái phòng số 5 lên chứ? Ừ, ông kia ta lên cho ta ăn chứ. Đấy, người có người không? Còn ai đó ta? Hả? Vậy như nó kêu ghi thông tin đưa cho chị. Ghi chưa? Ghi rồi. À, ghi rồi, đưa chị. Vô này nha. À. Phòng số 5 nữa sao không thấy lên, với kêu lên mà sao nó mất tiêu. Cái gì ạ? Hả? Không chịu lên lấy. Bí này tốt hết. Bí tốt hết mà con mấy con rậy chích hết trơn, trái rụng hết trơn, uổng ớt uổng mà bí dễ sợ. Hello, chào cả nhà, hôm nay mình thu hoạch dưa leo và mớt nha cả nhà. Mấy ngày nay không có ra, trời mưa quá, mưa dầm không có ra, giờ nó bự dần dần hết rồi cả nhà. Bây giờ mình thu hoạch được, mình cho công nhân luôn cả nhà ơi. Đây. Cái này mình là thu hoạch được một thao đâu giờ nè cả nhà. Đó. Mình cắt chút cho công nhân ha. Giờ nó bự hết rồi cả nhà. Đây dưa leo. Hai ngày nay không có ra cả nhà. Mưa lớn quá. Giờ già luôn à. Già ngắt luôn rồi trời. Đây dưa leo nè cả nhà. Mưa quá mình không có đi hái được cả nhà. Quá trời mưa luôn. Dưa leo quá chừng luôn mà giờ già hết trơn, uổng ớ. Trái lòng thật. Đây, hai quả. Mưa quá trời mưa luôn. Dưa leo thấy hàm ghê. Mốt mình nó đang ra nữa nè cả nhà. Cho thòng xuống. Mớp dưa leo rồi. Dạ trơn uổng quá. Đây dưa leo trái. Tú có trên đọt luôn. Mấy cái này nó nhỏ xíu rồi cả nhà. Đây bầu hồ lô mình đây nó bự rồi nha. Đó. Tú ở trong đây nó dở mới sao hái ta. Tú ở trong đây nữa. Nó nằm trên cao lắm luôn á. Bầu mớm rồi nằm. Nằm tú trên đọt không biết sao hái nữa cả nhà.
Đỡ mớp nè cả nhà. Đó, nó nằm vậy nè. Giờ tuốt ở trên đó mình mới xào hái luôn cả nhà đó. Cái trái dần dần luôn đó. Mà giờ lên không được. Mình để cho nó già luôn cả nhà. Giờ lên không được. Đây dưa leo trái còn trái đây. Đỡ mớp hay cũng ngon với chích. Ông rùi cũng chết giờ nó có tật. Dưa leo trời trên đây đó nè cả nhà đó. Mớp có nằm tuốt ở trên đó sẽ sao hái ta không hái được cả nhà. Bây giờ mình thu hoạch luôn ớt chuông nha cả nhà. Đây. Cây ớt chuông của mình nè cả nhà. Ừ, mấy ngày nay chín quá muốn hư hết trơn à. Đây. Thu hoạch luôn ớt chuông trái nó nhỏ quá không có bự. Cây này được anh này bốn trái với này ba trái là bảy trái. Cây đó bảy trái. Đây trái ớt chuông nè cả nhà, nó chín nữa rồi nè. Nhìn thấy cũng đẹp đó. Để mình gom này xuống dưới kia. Ừ, không có chỗ cầm luôn, chết rồi. Nó nhiều trái quá, nó không có bự, nó chết rồi. Ớt này ớt ngũ sắc của mình nè cả nhà. Ớt ngũ sắc nhiều màu mà sao giờ thấy con màu không biết. Đây, ít mà thấy cũng ham đó. Chị mời chưa, chị rằng nó không có nhiều nhưng mà mình cảm thấy đó cũng rất là thích nha cả nhà. Đây thu hoạch được chưa, đây bầu bí mớp. Chút nữa ở trong kia mình bỏ trong tủ lạnh, chút nữa mình vô lấy cho công nhân hết nha cả nhà. Đây được vô đây nè cả nhà. Đây một thao đồ dền nữa. Cưng chưa? Chi rằng không nhiều nhưng mà cảm thấy rất thích nha cả nhà. Từ đầu mình có thu hoạch là thấy thích rồi. Này còn trái mà mình thấy nó còn nhỏ, mình để lại đi. Đây còn trái, còn nhỏ để lại. Mốt ra trái cũng nhiều lắm cả nhà. Dưa leo trái này chắc nó bèo hái luôn. Cái con nhỏ nó bị đèo, bị đèo cả nhà. Có đậu cô ve đó kìa. Dưa leo bữa nay hái cũng nhiều chứ đó.